Hello. Hi guys. Lâu 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 lâu. Nghe rõ trả lời. Ai, nghe rõ không? Rồi bây giờ mình điểm danh nha. Điểm danh cái rồi mình giải đề. Ốm mà vẫn vô coi live mà tội nghiệp vậy. Rồi thôi. Ok. Tiếp tục. Điểm danh nha mọi người. Điểm danh nha, điểm danh nha. Thầy mở chưa? Thầy mở rồi đó. Điểm danh đi mọi người. Alo Ngọc Thúy. Ủa đáp án tuần 7 mod chưa up hả? Mod chưa up giùm các bạn hả? Để thầy nhắc. Thầy cứ tưởng là up rồi chứ. Rồi. Tiếp theo nha, mình sẽ có câu 1 nè. Này, chỗ này là phát âm, nguyên âm. Được chưa? Rồi, để thầy nguyên âm ha. Thì mình sẽ có chữ gì đây? Mình sẽ có chữ ok. Mình sẽ có chữ good là âm gì? Âm u đúng không? Âm u. Mình có chữ look âm u luôn. Đây là âm u mà âm u ngắn á mọi người. Ha, âm u ngắn á, mình có chữ food cũng là âm u ngắn luôn, còn mình có câu đi là gì? Câu đi là food thì nó là âm u dài, mình chọn câu đi. Được chưa? Thì thật ra cái phần mà khó đó. Cái phần mà khó thì không phải là cái phần khó không phải là cái phần này. Không phải là cái phần, xin lỗi, không phải là cái phần ED mà nó chính là cái phần mà nguyên âm ha, trong cái phần phát âm này đó. Thì cái phần khó này nó chính là cái phần nguyên âm nha. Đây, cái phần nguyên âm này nó rất là confuse mình ha, nó có thể làm cho mình bị nhầm lẫn, tại vì mình không có đọc ngắn dài á, mình cái nào mình cũng đọc là u u u hết đấy nhá. Rồi. Rồi được chưa? Tiếp theo nhé, mình sẽ có câu lỗi các bạn, hôm nay nó giọng nó hơi bị khàn tí. Câu 2 nè, thì mình sẽ có là formed, ranked, felt, backed. Chọn câu đi luôn. Được chưa? Câu số 3 này thì nó sẽ hơi khó một tí. Câu số 3 này nó sẽ hơi khó một tí. Nó sẽ có là accommodate. 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 Âm 2. Rồi câu B nè, mình sẽ có là superb. Thì cái lưu ý là cái này mình không đọc là super ha, nó là superb, nó nhấn âm 2.
Yeah, mình phải phân biệt cái chữ này với chữ silver ha. Rồi câu C nè, transparency và repetitious. So repetition nó là âm ba, mình sẽ chọn câu D. Được chưa? Câu số 4. Câu số 4 này các bạn lưu ý cái chữ đầu tiên mình không có đọc cái âm hờ này, mình đọc là rhetoric. Rhetoric. À xin lỗi, rhetoric. Rhetoric. Ok, âm 1, rhetoric. Câu B thì mình sẽ đọc là reluctant. Ok, reluctant, redundant. Ok, vậy chữ này thì là bravado. Bravado. Thì chỗ này các bạn sẽ phải thấy là hai cái âm này âm 2 rồi. Thì nếu như âm này nó phải là âm 2 luôn để nó chung với cái này, mình sẽ chọn được câu A. Nếu mà cái này câu 1, cái này mà nhấn là bravado thì không lẽ cái câu này nó bị sai đề sao? Đúng không? Không lẽ câu này nó bị sai đề sao? Đúng không mọi người? Đấy, thì chỗ này mình phải loại trừ ha. Câu này nó là âm 2, được chưa? Bravado. Bravado này nó là dũng cảm. Bravado, dũng cảm. Rồi. Câu số 5. Children who grow up in a gì đó family usually behave better. So, mình sẽ có cái nào? Behave better là dấu cộng đúng không? Mình sẽ chọn một cái từ là close-knit. Close-knit là gắn bó, kháng khích. Old fashion là lỗi thời, well to do mới là đúng nha. Well to do là giàu có mọi người, không có well to do. Và chúng ta có hard up là có ít tiền. Hard up. Ok. Rồi câu số 6, mình có là petrol 4 hours but the line is busy. I hope there is nothing wrong. Ok. Thì chỗ này mình thấy là 4 hours có nghĩa là từ một trong một cái giờ nào đó ha. Từ một cái giờ nào đó mà chúng ta gọi này. Sao vậy? À, từ một cái giờ nào đó mà mình gọi thằng này nhưng mà gọi liên tục luôn mà cái đường dây nó bị bận. Cái đường dây nó vẫn bị bận. Ok, thì chỗ này mình sẽ làm câu B. I've been calling petrol for hours but the line is busy. Câu số 7. Is your business getting any better? Luckily things are gì đó. Thì chỗ này mình sẽ chọn cái chữ đây. Mình sẽ chọn là look up. Think or look up có nghĩa là gì? Cái chữ look up này á, bữa mình mới có một cái phrasal verb là look something up, đúng chưa? Là tra từ điển đúng không? Thì cái phrasal verb này á, bạn nào mà nhớ bài á, phrasal verb này người ta gọi là gì? Transitive phrasal verb. Được chưa? Transitive phrasal verbs. Có nghĩa là phrasal verb mà ngoại phrasal verb nó phải cần một cái gì? Tân ngữ đó, giống như ngoại động từ cần tân ngữ thế thôi ha. Nhưng mà look up nó cũng là một cái, nó cũng có một cái nghĩa khác, đó là khởi sắc. Được chưa? Khởi sắc thì nó sẽ là gì? Intransitive phrasal verbs. Intransitive phrasal verbs. Rồi, những cái từ còn lại nè, mình sẽ có là clear up. Clear up. Dọn dẹp. Nó, từ này thì dễ. Mình có là turn up. Turn up là tăng cái âm lượng lên. Tăng âm lượng lên. Rồi, là gì nữa? Hoặc là xuất hiện. Được chưa? Rồi, mình có là make up. Make up là trang điểm. Trang điểm hoặc là làm hoa. Hoặc là bù đắp. Thì nó sẽ cộng thêm là for. Đã, make up for somebody. Ok, bù đắp cho ai đó. Yeah. Where's the P? Ok. Ok, rồi, thì mình sẽ có cái chữ nào đây? Rồi, mình sẽ comment mấy cái chữ này vào nhé. Để copy qua đây. Rồi,
Qua câu số 8 là I think you ought to go to see the doctor. I think, thì khi mà các bạn thấy là I think mà nó cộng một cái mệnh đề phía sau thì câu hỏi đuôi này phải theo cái chủ ngữ và cái động từ phía sau này. Thì mình sẽ chủ ngữ là you, đúng chưa? Nhưng mà ought to á, ok, ought to á thì phía sau này nó không có dùng là ought to lại mà nó phải dùng là shouldn't you. Nó phải dùng chữ should trong câu hỏi đuôi ha, tại vì chữ ought to nó phải dính thêm chữ to nữa. Đấy. Cho nên là mình dùng shouldn't đấy. Mình dùng should là được, chứ mình không có cần phải dùng ought to lại. Câu 9, your results were so good, you gì đó, very hardworking. Cái kết quả này của bạn, cái kết quả của bạn thật là tốt. Thì cái kết quả này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Bạn muốn dự đoán ở trong quá khứ thì bạn phải dùng là gì? Must have been. Cái này bạn dự đoán nhưng mà bạn chắc khoảng 90% trở lên nha. Bạn đoán nhưng mà bạn chắc. Tại vì bạn nhìn cái gì? Nhìn kết quả của người ta nó có bằng chứng rõ ràng, có bằng chứng tốt rõ ràng. Bạn đoán là người ta đang rất là cố gắng, được chưa? Câu 10 thì mình sẽ có là gì? Vào cái đỉnh cao sự nghiệp của cô ấy thì mình sẽ có là câu nào? Thì câu 10 này sẽ rất là dễ bị gài ha. Thì cho bạn comment, thời gian comment câu 10 nào. Bạn có nghe tiếng ầm ầm mới vừa nãy không? Rồi, bạn thì cho các bạn comment câu 10 thì thấy thì coi có bao nhiêu bạn sai. Rồi, ok. Thì cái câu 10 á, ai chọn cái câu A á là bị sai. Ai chọn câu A là bị sai, tại vì sao? Câu 10 này là phải là at the top of, chứ không có on the top of. Thì mình sẽ có là at the high of. Vào cái đỉnh cao sự nghiệp của cô ấy ha, at the high of. Ok, rồi. Thì sẽ cho các bạn coi cái dẫn chứng của cái at the top of để bạn có thể tra từ điển mình thấy rõ ràng. Còn cái on á, on mà muốn là top á thì nó sẽ là gì? On the này, để thầy cho các bạn coi nè. Bạn phải dò cái bạn phải dò cái the top. Mày từ từ. Cái chữ top này cái nghĩa nó là C2. Đấy, để copy qua. Ghi chú vào nhé. Đây, the top. Đúng không? The most important position in a group or organization. Đấy, at 40, he was at the top of his profession. Thì chỗ này các bạn thấy là nó đâu có on the top đâu, đúng chưa? Đâu có on the top. Còn mình dùng cái chữ on the top là khi nào? Mình nói là cái top là cái điểm cao nhất. Ví dụ như là on the top of the tower. Đấy, được chưa? Ở cái đỉnh của ngọn tháp, on the top of the building. Ở cái đỉnh, cái tầng, cái chỗ cao nhất của cái ngôi nhà. Đấy, thì mình mới dùng on. Còn cái chữ top mà nó có nghĩa là gì? Cái đỉnh cao trong một cái ngành gì đó. Đấy, thì chúng ta sẽ có là gì? Là gì? Ừ, đúng rồi. Là at thôi chứ không có on. Như chưa? Thế thì mình có thể dùng một cái chữ thay thế đó là gì? Không dùng top. Thì mình có thể dùng là height. Đúng không? Height. Ok. Đấy. Đây. Thầy sẽ copy qua nó có dẫn chứng đàng hoàng các bạn. Bạn đợi tí. Nó phải có dẫn chứng đàng hoàng. Đây. The top. Đâu rồi? Ủa không phải. Đây. She was at the height of her career when he first met her. Ok, này có dẫn chứng đàng hoàng nha. At the height of là có nha.
Rồi, câu 10 là câu B. Câu 11, Josh simply couldn't gì đó advantage of your hospitality without giving something back. Thì câu 11 này là đáp án gì? Take an advantage of là lợi dụng hoặc là tận dụng ha. Cái câu này mình học trong chương trình rồi. Câu 12, my mother wanted to know. Ok, thì chỗ này là quá khứ nha. Quá khứ thì mình kiếm cái nào mà không có quá khứ mình loại đi. Và đảo ngữ cũng loại đi. Mom, where I had been the day before. Cái việc mà tôi ở đâu đó vào một cái ngày trước đó thì nó là trước một cái thời điểm mà mẹ tôi muốn biết cái gì đó. Hay nói cách khác, cái hành động này xảy ra đầu tiên and then nó sẽ xảy ra cái hành động này. Cho nên là hành động xảy ra đầu tiên trong quá khứ thì mình sẽ dùng là quá khứ hoàn thành. Và hành động xảy ra trong hành động xảy ra tiếp theo đó thì mình dùng quá khứ đơn, được chưa? Cái này mình học trong chương trình rồi nha. Và câu này không phải là câu hỏi cho nên không có đảo ngữ, mình cũng không có chọn câu B luôn. Dựa vào thì quá khứ thì mình chọn câu đi thôi nha. Mình không được chọn cái câu mình bỏ câu đi chứ mình không được chọn câu đi là tại vì nó đang ở thì hiện tại hoàn thành. Câu 13, after the quarrel with her boss Janice gì đó and went to work for another company. Thì chỗ này chúng ta sẽ có cái chữ chữ nào câu A, resign là từ chức các bạn, từ chức ha. Rồi, sau khi cãi lộn với sếp thì Janice từ chức và đi làm cho một công ty khác. 14, there's no doubt that besides good personality, physical, học trong chương trình rồi, physical attractiveness, xong. Dạ, yeah, physical attractiveness là sức hấp dẫn, câu B. À, rồi, tiếp theo, câu 15, she managed to warmly congratulate the couple. Ok, bây giờ xét nè. Cái nghĩa là biết rồi ha, xét từng cấu trúc nè. However, in case she felt jealous. Trong trường hợp, đúng không? Trong trường hợp thì không hợp nghĩa rồi. Trong trường hợp cô này cảm thấy ghen tị. Trong trường hợp phải chỗ này phải là một cái gì đó mà kiểu nó trái ngược ấy. Mặc dù cũng ghen tị đấy, nhưng mà cổ sao? Cổ vẫn cố gắng. À, mình nghĩ tới mặc dù đúng không? Mình nghĩ tới mặc dù là mình thấy despise, ok. Nhưng mà despise không hợp, bỏ luôn. Although thì cộng với một cái mệnh đề. Chỗ này mệnh đề gì đâu mà lại là her being jealous. Nó cụm danh từ mất rồi. Cái verb in này nè, người ta gọi nó là gerund. Người ta gọi cái verb in là gerund các bạn. Thì có nghĩa là cái verb in là gerund. Mà gerund dịch ra tiếng Việt là danh động từ. Cho nên chỗ này nó đang đóng vai trò là một danh từ nha. Thì mình sẽ bỏ cái câu đi luôn, bỏ câu B luôn, mình sẽ cho câu C. Cái câu này thầy cũng nói rồi trong chương trình rồi, đây nó sẽ là như vậy. However. However đúng không? However này nó không có nghĩa là tuy nhiên nha các bạn. Nó có nghĩa là mặc dù. À, nhưng nó dùng nó hơi khác một tí, nó khác như thế nào? Đây, nó sẽ dùng với lại, nó sẽ cộng ngay với lại adjective và adverb và sau đó cộng chủ ngữ. Và sau đó mình sẽ cộng be. Nếu be thì phía trước là adjective. Nếu như là động từ thường thì phía trước là adverb. Thì chưa? Thì cái này nó không phải là đảo ngữ các bạn, nó là một cái dạng đảo tính từ. Được chưa? Đảo tính từ lên. However, ví dụ là however jealous she felt. Thì chỗ này chính là gì? Mình dịch ra là dù. Dù đúng không? Thế nào? Dù cô ấy ghen tị đến thế nào đi nữa thì sao? Cô ấy cũng sao? Cô ấy cũng cố gắng là chúc mừng cặp đôi. Cái này là kiểu như có không giữ mất đừng tìm á. Câu 16, I used to hate physics but I grew. Chúng ta có grew to do something, grew to love. Đấy, it eventually. Các bạn thấy có tân ngữ đây thì làm sao mà mình dùng bị động được, đúng không? Động từ ở dạng bị động là phía sau nó không bao giờ có tân ngữ. Đấy, vậy rồi. Tại vì tân ngữ nó bưng lên làm chủ ngữ rồi thì làm sao mà động từ ở thể bị động mà có được một cái tân ngữ nào được, đúng chưa? Rồi, câu 12, the pandemic has killed over 1,200 people, the majority of. Ok, the majority of. Thì muốn link hai câu này mình bắt buộc phải dùng một cái đại từ quan hệ. Đây là chỉ người, nhưng khi bạn có cái lượng từ, ok,
đi đằng trước thì chỉ người bạn dùng home cho tất cả các cái vị trí ha. Chỉ cần chỉ người là home, chỉ vật là dùng cho which, không có dùng that và không có dùng who. 18. Nan is really keen on music. To be keen on là thích cái gì đó. Rất là thích music, rất là thích nhạc luôn. Và he seems to lots of pleasure from listening to many kind of music. Thì dựa vào giới từ from, chúng ta sẽ chọn được cái động từ là derive. Mình có động từ là derive. Despite of, đừng nhầm despite of, trời ơi. In spite of. Đấy. Đừng có chọn đi. Đi là em bị đi luôn đó. Rồi, bây giờ nè, câu này mình sẽ có cấu trúc là derive something from something. Có thể là gì? Derive something from something. Có nghĩa là lấy cái gì đó từ cái gì đó. Lấy .. từ ha. From, derive. Thì chỗ này là Nathan nhận được sự quan tâm. Thực sự quan tâm, thực sự thích âm nhạc đấy. Anh ấy dường như là lấy được ha, tất cả những cái niềm vui từ việc lắng nghe rất là nhiều thể loại âm nhạc. Đúng rồi, sai lần nữa, ban cho thầy. Không, đừng ban cho thầy gì hết trơn á. Ban cho thầy là ban thầy luôn á. Ừ, nó hơi nhạt tí mà không sao, kệ đi. Rồi, mình có câu 19. At first everyone thought that Nolan stole the purse. But then he gì đó. Ok. Mới đầu tiên thì nghĩ rằng Noah nó đã lấy chiếc ví, nhưng mà sau đó anh ta đã chứng minh mình vô tội. Vì chủ nhân của chiếc ví cho biết là cô ấy để nhà. Rồi, chứng minh vô tội đúng không? Câu đi, clear his name. Chứng minh là anh vô tội. Rồi, mình sẽ có một số cái từ vựng khác. Đó là to be on the run. Thầy ghi thời đang thoại nha. Cái gì? Seize hả? Seize nó đi với pleasure hả? Rồi. Thì vô Austic Dictionary thầy check. Đây, bây giờ thầy vô Austic thì check nha, thì copy trong ra cho mọi người nha. Ủa thầy mới dịch, tính ra thầy mới dịch luôn á. Tính ra thầy mới dịch công việc ta đang nghe nè, nhìn nè. Đây. Mà đây là những cái verb mà đi với lại pleasure. Thì mình sẽ có gì? Derive. Đó. Được chưa? Mình đâu có seize đâu. Mà seize nó đâu có đi với from đâu. Đúng không? Đấy, seize nó đâu có đi với from đâu, mình dùng seize. Andy thì mới dịch luôn á, câu câu 19 á, câu 18. Gùi. Được chưa? Gì vậy? Thì cha ở đây, thầy copy cái link cho mọi người. Đây, từ từ. Thì copy link vào nha. Trang web này mọi người sẽ dùng để tra những cái collocation. Được chưa? Thầy mới gửi cái link đó. Like, thả tim vô đi. Để sau cái like này còn thấy. Ừ. Rồi mình qua tiếp câu 20 nhé. It was very hard to understand what Stacy was saying about because of the traffic noise. Understand là gì? Make up, hiểu ra. Hay là make out? Make out chứ phải make up. Make up hồi nãy thầy mới nói trên rồi. Nó là gì? Make up hồi nãy trên là gì? Bù đắp nè, trang điểm nè, bị chuyện nè. Đấy. Chiếm nè. Jessica is always diplomatic when she deals with angry students. Ok, Jessica luôn luôn lúc nào cũng như nào. Diplomatic là gì? Khôn khéo, tinh tế thì mình sẽ là tactful. Clever.
Closet nha. Rồi, opposite nè. Bob's career in the illegal drug trade ended with the police raid this morning. So illegal là trái pháp luật. Trái pháp luật thì mình sẽ có cái gì? Câu nào? Dễ đúng không? Authorized, được cấp quyền. Rồi, authorized là nó bắt nguồn từ cái danh từ là authority á nha. Ghim vô luôn, đúng rồi. Bookmark nó luôn. Bookmark cái link nó luôn. Rồi, thì chỗ này tolerate, tolerate chịu đựng. Chịu đựng thì mình sẽ trái nghĩa nha. Trái nghĩa là mình gì? Mình không chịu đựng nữa hay là cái gì? Mình disapprove. Còn tolerate bằng put up with nè, bằng với endure nè, nó bằng với allow nè. Rồi, 24. I think that studying abroad is always more beneficial than studying in our country. Một cái nhận định như thế. Rồi, câu 24 đi. Rồi, cái câu 24 này chúng ta phải làm đúng, phải tập làm đúng nha. Tại hai cái câu mà giao tiếp á thì chúng ta phải tập làm đúng, được chưa? Tại vì nó rất là dễ mà mình miss cái gì đó một cái còn mình sai là rất là uổng luôn. Rồi. Mình sẽ chọn câu nào? Câu 24. Sorry but I'm not in agreement with you. Đấy. Thế thì là mình không đồng ý ấy. Thế thì câu B nè, I'm sorry là không đồng ý. Nhưng mà I couldn't agree more là hoàn toàn đồng ý thì nó là bị mismatch, đúng không? Sai. Me neither. Không đúng. Câu này là câu khẳng định mà tự nhiên dùng me neither. Me neither là nó chỉ dùng để trả lời cho những câu phủ định thôi. I don't agree, you can say that again. I don't agree là dấu trừ, có nghĩa không đồng ý. Nhưng mà you can say that again là dấu cộng, là đồng ý, cũng bị mismatch luôn. Nó bị đối lập với nhau trong cùng một câu trả lời, vừa gật vừa lắc á. Sai rồi. 25. The people in this region don't care much about protecting the local forest, do they? Người dân địa phương không có quan tâm nhiều đến việc bảo vệ rừng ở đây phải không? Ok. Thì chỗ này khi mà người ta hỏi là người ta dùng một câu hỏi đuôi, đúng không? Nhưng mà cái câu này nó đang ở phủ định. Thì khi mà các bạn chọn, khi mà các bạn muốn đồng ý với câu trên đây, có nghĩa là bạn nói là à đúng rồi, không có khe gì đâu, thì bạn phải dùng no chứ bạn không có dùng yes. Bạn dùng yes phía sau, bạn dùng do not là sai rồi. Thì nhắc lại nha, nếu như cái câu gốc ở đây, cái câu này đang ở viết ở dạng câu hỏi đuôi, nhưng mà nếu cái câu mình đề chính nè, nó đang là phủ định mà bạn muốn đồng ý với cái ý phủ định ấy, thì bạn phải trả lời là no. Được chưa? Đấy, no thì phải là gì? No they. No they don't, chứ không có no they do. Yes they do. Được chưa? Chứ phải là yes they do not. I promise they don't. Đấy, đâu có phải là lời đe dọa gì đâu mà promise. Đúng không? Nói là nếu mà họ còn không có care nữa thì sẽ bắt họ đi. Thì ở dưới người ta sợ, người ta nói là I promise they don't. Còn đây đâu có phải là lời đe dọa gì đâu mà phải hứa hẹn. Diet. Ok. 26 thì mình sẽ có câu nào. Diet is the sum of food consumed by person or an organism. Thì chỗ này chúng ta thấy mạo từ an, mà person là có cái nguyên âm, có cái phụ âm nè, đúng không? Không phải nguyên âm, không phải ế ỏi, thì mà dùng a person. Rồi, tiếp 27. The word itself expresses the use of specific nutrition for health or maintaining weight. A human diet can vary widely based on their cultural background as well as preferences. A particular diet may promote weight loss and weight gain. This type of diet is usually for people. For people, people là phải là who, không có who thôi, dùng that. That have health issues and need to take advice from experts. If you don't follow the diet seriously, it could cause what? Harm. So, cái chữ harm á, cái chữ harm nó đếm được không?
cần phải great không? Không, không cần gì hết. It caused great harm. Right. Cause harm to là gây thiệt hại đến ai? Gây thiệt hại đến cái gì ha? Thì mình có thể thêm chữ great, cause great harm. Chữ harm là đâu có đếm được đúng không? Mình dùng làm cái gì? Mình dùng mà cũng nó chỉ nó đâu có so sánh giữa cái gì mà gây hại khác đâu, đúng không? Nó chỉ nói là cái này nó sẽ gây hại cho con người chứ nó đâu có so sánh với một cái yếu tố gây hại khác. Mình dùng greater gì? Funnily enough, most people who try to be on a diet usually fail on day one or two due to their lack of commitment. If you want to be in a good shape or at least feel healthy, okay. Nếu bạn muốn cái này thì bạn phải nên cái gì? Bạn mình học câu điều kiện lại không chưa? Rồi. Đúng không? Điều kiện lại không thì thường mình sẽ bị gài đây là mình dùng verb be, đúng không? Nhưng các bạn hãy để ý đi, the amount of intake is not enough. Ở đây nó có verb rồi. Các bạn nhớ câu điều kiện lại không á, là nó không có chủ ngữ. Đấy, nó chỉ dùng verb be ngay đây thôi. Ví dụ như là if you want to go to school, okay, go immediately. Nếu bạn muốn đến trường, đi ngay đi. If you want to be on time, go immediately. Đấy thì cái câu đó, câu mới vừa ví dụ đấy, thì nó không có chủ ngữ và nó chỉ có động từ verb be. Đấy, và nó không có một cái động từ nào khác. Tuy nhiên, trong câu này các bạn thấy cái động từ is. Động từ is này nó chứng minh cho mình là câu này có chủ ngữ đàng hoàng. Mà bạn muốn động từ mà đồng chủ ngữ thì chỉ có thể là câu đi, reducing thôi. Verb in làm chủ ngữ, nhớ không? Rồi động từ, nếu mà có verb in làm chủ ngữ thì động từ sẽ là gì? Động từ sẽ là so it. Nhớ chưa? Rồi, chỗ này will bear fruit, mang đến quả ngọt, không có s nha. Bear fruit. À, là gì? Mang đến quả ngọt. Đúng không? Tiếng Việt, nói tiếng Anh nó cũng giống tiếng Việt một số cái expressions. Chứ nào? Có cái là mình nói là gì? Khỏe như trâu, đúng không? Khỏe như trâu. Nhưng mà nó lại là gì? As strong as a horse, đúng không? As strong as a horse. Ok. Nhưng mà cái da bọc xương á, cái da bọc xương thì mình có là gì? As dry as a bone. Ok. Thì nó cũng giống với tiếng Anh, đúng không? Nói thêm một tí. As dry as a bone. Giống tiếng Anh không? Đó, giống tiếng Việt không? As dry as a bone. Rồi gì nữa? Rồi gọi là gì? An toàn như ở nhà. Ok. Mình có là gì? As safe as houses. As safe as houses. Đẻ quả ngọt hả? Đẻ ra cái quả luôn hả? Oh my god. Rồi tiếp tục nè. Which best serves as a title for the passage? Okay, right. Mình sẽ có là gì đây? Mình đọc cái bài này đó, thì mình sẽ thấy là gì? Cái bài này đang nói về cái the gigantic desert art, đúng không? Nghệ thuật sa mạc khổng lồ. Thì mình thấy từ đầu đoạn văn nè, Nazca line have puzzled people since they first became widely known in late 1920s. Before air travel in Peru began, it was impossible to get a clear view of the giant drawing like a spider, monkey, and hummingbird. Okay, yes, the Nazca people who made the apparent 2,000 years ago could have seen them from above. Okay. Right. Đây, và xuyên suốt cái bài này cũng nói về những cái tác phẩm thôi. Yeah. Nên là mình sẽ chọn câu đi.
Nếu mình đọc xuống thì mình sẽ có thêm những cái bằng chứng mà mình phải chọn câu đi. Theo quy tắc á, theo quy tắc nha, các bạn phải bỏ cái câu này để làm cuối. Nhưng mà chỗ này thầy sửa bài, thầy make sure, thầy ensure là các bạn làm rồi. Cho nên thầy sẽ không có làm theo cái thứ tự mà các bạn nên làm trong phòng thi. Nhắc lại là nên phòng thi là chúng ta làm sao? Chúng ta để cái câu tiêu đề nè, câu main idea nè, câu infer nè, được chưa? Là để làm cuối cùng. Những cái câu đó là những câu mà đòi hỏi chúng ta phải hiểu nguyên một cái bài nó mới làm được, cho nên là luôn luôn phải để cuối cùng, được chưa? Rồi, chúng ta thấy là cái câu tiếp theo là according to the passage Nazca line. Rồi, theo cái bài này đó thì cái Nazca line, cái đường Nazca đó là gì đây? Rồi. Before, mình thấy cái đoạn này là before air travel in Peru began. Trước khi cái gì? Cái du lịch bằng đường hàng không ở Peru bắt đầu. Thì không thể mà nhìn rõ những cái hình vẽ, đúng không? Những cái hình vẽ khổng lồ của mấy con nhện, của con nhện, con khỉ và con chim ruồi. Thì mình sẽ sao? Suy ra là giờ đây á, lúc mà cái hàng không nó phát triển ở Peru rồi đó, thì chúng ta sẽ ngồi ở trên máy bay và chúng ta nhìn xuống là chúng ta thấy. Thì mình sẽ chọn câu nào? Câu C. Can easily be seen from airplane flying over Peru. Okay. Right, which of the following is not a possible meaning of Nazca line? Thì mình thấy nè. Đây. Đây, the line must have been part of an astronomical calendar. Okay. Rồi. Cái đường này nó là một cái gì? Nó là một cái phần của những cái lịch astronomical là về thiên văn, nhưng mà trong lúc thi thì không hiểu từ này thì cứ coi nó là một cái astronomical gì đi, astronomical, cái lịch astronomical, được chưa? Đấy, nhưng mà các bạn sẽ tưởng tượng lại những cái từ mà chúng ta đã học astronomy đấy, thiên văn học này này nọ, thì chúng ta sẽ cũng đoán đoán được là nó về một cái gì đó mà ở trên trời đó. Mình phải đoán ha, ra thi mình không có dịch hết được đâu. Rồi. Other people thought they might have been ancient Inca roads or irrigation systems. Ok, thì chỗ này chúng ta sẽ thấy là gì? Not nha. Rồi, coi nè. They have a connection with the type calendar. Thôi thôi, đúng rồi. Đấy, that relate to the roads of natural objects in outer space là astronomical đấy. Đúng rồi, câu A đúng rồi. Nhưng mà chọn not thì không có chọn not. They are part of a 50 year long scientific study conducted by. Cái này nó không phải là một cái nghiên cứu khoa học của Maria, của cái bà này, đúng không? Đấy. Rồi. Cái đường này đâu phải là một cái nghiên cứu khoa học của bà đâu, người ta đang hỏi là cái meaning, cái ý nghĩa của cái đường mà tự nhiên ý nghĩa của nó là một nghiên cứu khoa học, đúng không? Chọn câu B. Này. Nó được tạo ra bởi cái gì? Nó được tạo ra bởi người ngoài hành tinh và spacecraft. Nè, đây. Được chưa? Đó. Có nghĩa là người ngoài hành tinh người ta chiếu lên, người ta vẽ mấy cái đường đó đó, chiếu tia laser thôi, mình tưởng tượng đó. They were used to get water for agriculture in ancient time. Ok, thì mình thấy là cái hệ thống tưới tiêu là irrigation system này, đúng không? Thì chứng minh là đây, họ chúng cái những mấy cái đường này, chữ đây là mấy cái đường nha. Mấy cái đường này được sử dụng để lấy nước đấy, để cho nông nghiệp vào những cái thời cổ cổ xưa. The word sacred, sacred này chính là gì? Thiêng liêng, đúng không? Sacred là thiêng liêng, mình chọn holy. Rồi, 35. Thì cái đoạn cái điều mà mình suy ra từ cái đoạn văn cuối thôi nha. Bài này rất là dễ thương luôn. Không dễ thương lắm, bài văn cuối cũng nhiều quá. Rồi. Thì mình sẽ có cái đoạn này. Đây. It has also become clear that there are many huge drawings in the area. Not just the one on the flat desert plan. Ok, có rất là nhiều bức tranh trong khu vực rồi, chứ không chỉ là những cái bức vẽ trên sa mạc đâu. Ok, rồi. Và nhiều cái bức vẽ đấy, nhiều cái bức vẽ đấy thì
lâu đời hơn cả cái con số lượng của cái đường, mấy cái đường NASCAR này nữa. Cho nên là một cái nhóm người, một cái không có thể mà có một nhóm, cùng một nhóm người mà tạo ra chúng được, được chưa? Tại vì sao? Một số cái bức đó, nó cũ hơn cả cái NASCAR. Có nghĩa là ví dụ bạn đang bạn 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 đang là bây giờ bạn tưởng tượng là bạn là người tạo ra cái NASCAR đi, mà có những cái đã có những cái đường cũ hơn trước đó rồi thì phải là tổ tiên ông bà mình làm không? Đó thì không phải là một nhóm người được, cho nên chúng ta sẽ chọn là câu nào? Câu nào? Câu B. Thì đã có những cái nhóm người mà tạo ra cái NASCAR line trước cả cái NASCAR people. Ok. Đấy. Nói bao nhiêu trên 5 nè? Rồi, 3 trên 5, 4 trên 5. Rồi, bây giờ mình qua tiếp cái bài tiếp theo nè. In the early hours of March 13th, 1952, a schoolgirl soft singing voice echoed throughout a prison encampment in southern Vietnam. The voice was of a 16-year-old girl who had been tried and convicted for her involvement in Vietnamese resistance against French colonialism. Moment later, her song was silenced by the sound of rapid gunfire. This is the story of Võ Thị Sáu, a Vietnamese heroine and martyr. Ok. Rồi. Thì xuyên suốt cái bài văn này đó, đang nói về cái gì? Cái life, ok, và cái death là sự hy sinh của người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, câu B. Được chưa? Theo như đoạn văn này thì ở khi nào Võ Thị Sáu bắt đầu tham gia cái lực lượng khởi nghĩa, cách mạng này, ok, rồi khi nào bắt đầu nhá? Đây, what was born đúng không? Chưa có. Đây, ok, đây she became a contact gì đó, fighter gì đó, được chưa? Rồi she was just starting high school, đấy. When she started her career as a revolutionary, như một nhà hoạt động cách mạng. Ừ, bây giờ. Đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ chọn câu nào? 37. Chúng ta có câu B. When she was in her first year of high school. Được chưa? Đấy, she was just starting high school mà, thì là first year of high school, có nghĩa là lớp high school, ví dụ lớp 10, lớp 10 10 gọi là sao? 10, 11, 12 đó, thì first year of high school là khoảng lớp 10 chẳng hạn. Đây. Rồi, câu 38, the word fears in the third paragraph is close as the meaning to. Rồi, fears, cái chữ fears này là dữ tợn đúng không? Nhưng mà khi mà bạn nói là dedication là sự tận tâm thì mình sẽ chọn là passionate dedication là hợp lý hơn. Passionate là đam mê một cách mãnh liệt. Nha, thì fears nó không có nghĩa là violent trong đây nha. Ấy là đam mê một cách mãnh liệt, passionate, dedication. Còn ambition là tham vọng. Untamed là không có thuần chủng. 39. The second attack was not successful because the second attack, đúng không? Was not successful bởi vì sao? Đây. Mình phải coi cái lần đọc mình coi, tại vì nó có trong đây người ta sẽ có mô tả nè. The second thì chắc chắn có the first đúng không? The first attack không đọc đúng chưa? Rồi. Đây. Again, thấy thay vì người ta nói là the second attack gì đó gì đó gì đó. Ok. Rồi, a second attack rồi gì đó gì đó gì đó. Rồi. Mình sẽ đọc cái đó. Được chưa? Cái the first attack á,
thì người ta sẽ không có nói rõ ha. Xin lỗi, the first attack thì người ta có cái hint cho mình. Đấy, thì mình đi kiếm the second. Cái chữ second người ta không có đưa ra. À, người ta nói again là biết cái đó second rồi. Rồi, lựu đạn không nổ, đúng chưa? Đấy, chạy của chọi cái lựu đạn để mà giết cái ông này gì đó. Nhưng mà lựu đạn này nó không có explode, nó không có nổ và con này bị bắt, đúng không? Sau đó bởi nhà cầm quyền Pháp. Thì chỗ này mình sẽ có câu gì? Câu gì mọi người? Câu 39. Còn cái bài trước mà bài đọc hiểu trước á, mà có bạn nào mà chưa có rõ chỗ nào thì cuối giờ thì sẽ giảng nha. Ok, thấy cũng có một số bạn hỏi một số câu thì cuối giờ thì sẽ giảng. Tại vì thấy nó cũng ok mà. Các bạn có thể coi lại cái tua lại một tí. Rồi. Câu 39. The second attack was not successful bởi vì sao? Câu nào? Đúng rồi, tại vì câu C. Đúng không? Lựu đạn nó không có nổ, go off nè, go off nó bằng explode nè, nên học phrasal verb cũng có lợi ha. And chị này, chị bảo thì sao bị bắt bởi Pháp. 40. Which of the following statement is true according to the fourth paragraph? Rồi, để đếm cái 1, 2, 3, 4. Rồi, bảo thì sao was tried and convicted, đúng không? Rồi. Thì chúng ta thấy nè. She was transferred to Công Sơn prison for political prisoner in South Vietnam, gì đó. Where she is rumored to have freedom the soldier with her wide intense eyes. Cô này bị chuyển đến nhà tù Công Sơn dành cho các tù nhân chính trị. Ở một cái này là cái quần đảo á, phía nam Việt Nam, đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ này được đồn thổi là cô nên làm cho những người lính hoảng sợ để con mắt mở to của cổ, đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ có là gì? Câu nào? Cái điều nào sau đây true nha? Rồi, câu D. Soldier in the prison were said to be scared when she looked at them. Những người lính trong tù thì bị sợ khi mà có nhìn những người đó. Okay. Rồi, cái chữ revere, anh em ear nha bạn. Revere, để đọc revere. Revere trong cái đoạn cuối là gì? Đây. Rồi, she is revered by millions of Vietnamese. Thì câu này, cái chữ này là phải tích cực lắm luôn, dấu cộng luôn, thả tim rồi luôn. Đó, thì chỗ này chúng ta sẽ có là gì? Câu nào? Worshipped. Câu này được thờ, đúng không? Đấy, bởi thờ cúng bởi hàng triệu người dân Việt Nam. Khi mà người ta thấy cổ là một cái người bảo vệ tự độc lập tự do của Việt Nam một cách anh dũng. Rồi, từ sau đây có thể suy ra được cái đoạn văn này là gì? Này, mình coi từng câu với nhau nhé. Yeah, Bi Nguyễn, okay. Lúc thầy chữa nó phải clear rồi, thầy chữa là nó phải clear rồi. Thì thầy is rumored. Mấy bạn lính, em tưởng bạn lính không nói hả? Bạn lính không nói, đó là rumor thôi hả? Nè, cái chữ sad này là gì? Bạn học cái câu bị động chưa? Bé... đâu rồi? Bé nào đâu rồi? Bé nào nói bị rumor đâu rồi? Bé nào đâu? Bé Việt Hương. À, cái câu bị động mà bạn nhớ là gì? He is said to have been escaped, to have escaped from the prison. Thì cái đó nó là rumor đó. Anh ấy được cho rằng là cái chữ said là cho rằng là, chứ không phải là được nói nha, được cho rằng là. Được chưa? Đó. Bị động đặc biệt đó. Nói chung là bạn cái tại vì bị động đặc biệt không thi nên bạn quên là cũng đúng ha. Mà quên đi rồi người ta sẽ cho trong bài đọc, đúng không? Bạn có học mà thầy nhắc là bạn nhớ ngay, mà bạn không có làm. Tại vì bị động trong cái câu trắc nghiệm phía trên đó, toàn người ta sẽ cho bị động dễ. À, người ta sẽ ẩn những cái phần ngữ pháp nào mà quan trọng ở dưới đây. Bạn nào
đáng được nói đúng không, được nói. Ủa cho nên là rumor mà, chọn vô. Không chọn, không chọn là sai. Điều nào sau đây có thể suy ra từ đoạn cuối nè? Đoạn cuối hay ra cái bài mà thi ra từ đoạn cuối cái nó dễ thương gì đâu. Rồi, cô này được thờ phụng, cô vợ thứ 6 được thờ phụng đúng không? Rồi, coi như chỉ là một tấm gương gì đó. Thì chỗ này là một cái câu cũng có đoạn rất là tích cực luôn. Thì mình sẽ chọn câu nào? Câu B. Vợ thứ 6 đã trở thành một cái biểu tượng khát vọng tự do. Và gì nữa? Và the pride for its youth, và niềm tự hào của gọi là sao? Tuổi trẻ của đất nước Việt Nam, như là cho thế hệ trẻ của Việt Nam. Đấy. Rồi. Xong, bài này dễ tại vì bài này background knowledge chúng ta quá là vững rồi. Chúng ta có background knowledge rồi, đúng không? Mình đọc là mình hiểu, mình chưa đọc là mình cũng có những cái background knowledge, khi mình đọc là mình có thể đoán được. Đó. Yeah. Ừ. Thấy chưa? Background knowledge. Ok. Rồi tiếp tục nè. Rồi. The Prime Minister is to meet. Is to meet. Is to meet. Okay. His European counterpart to discuss about the war against drug trafficking. Thì chỗ này á, is to meet này nè. Thì mời các bạn comment câu 43. Thầy chưa nói đáp án nha, comment vô đi. Comment vô đi thầy chờ. Làm đề khó rồi người ta thi, người ta cho đề dễ rồi mới sung sướng. Chứ làm mấy đề dễ không rồi cứ ngủ quên trên chiến thắng không à. Làm mấy đề khó rồi ra thi người ta cho đề khó rồi cái mình bất ngờ. Giờ làm đề khó thì khó, ra thi người ta cho đề khó thì mình nói ôi tôi quen rồi, làm điểm cao. Các bạn vô cái bài ghim đầu trang cá nhân của thầy các bạn thấy gì không? Bạn vô cái bài ghim đầu trang cá nhân của thầy bạn thấy gì không? Cái bài đó là bài, cái bài mà để xin vía đó. Là bạn nào muốn điểm cao thì mới ghim link lên nha. Bạn nào muốn điểm cao vô đó thả tim share về. Bài đó toàn 9-10 điểm không à. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có discuss about là sai. Discuss cái gì thôi, discuss something thôi, đừng có about gì hết á. Rồi câu 44. Rồi, my friend is fond of anything that is related to crafting and legal. Thì chúng ta sẽ có là my friends số nhiều, những đứa bạn phải là R không A. Yeah. Rồi vô cái link đó đi, thả tim share về, share công khai nha. Cái nào mà share gọi là bí ẩn là coi như không có hên đâu. Share công khai mới hên. Đó, lấy cái hào quang của mấy anh chị khóa trước. Nó còn một cái post mà toàn là 10 điểm nữa mà thầy lười quá thì chưa ghim, muốn lận nên ở lâu lắm rồi. Toàn là 10 điểm, còn này là 98, 9 mấy trở lên. Ừ, từ 9 trở lên đó. Rồi, tiếp. The field of artificial intelligence research was found. Hiện nay đúng rồi hả? Field. Field thì là was, đúng rồi. Tuy nhiên, thì chữ found này phải là founded. Thế chữ founded là thành lập, đúng không? Còn cái chữ found là tìm thấy thôi. Một cái lĩnh vực này nó phải được thành lập chứ. Nó đâu phải là một cái đồ vật hay là cái kho báu gì đâu mà chúng ta tìm thấy. Đề này dễ mà, cái phần từ dễ nè. I always wake up at 6 in the morning to prepare for school. Một cái fact, đúng không? Fact này đang ở hiện tại, được chưa? Thế thì mình sẽ làm câu nào đây? 46 là câu D. To prepare for school, I always wake up at 6 in the morning. Mình cũng không có cần phải dùng cái if làm gì nữa. Hả? Rồi câu này sao? It is suggest that you should wake up at 6 to refresh. Suggest là sai. Suggest là khi mà người ta chưa làm cái gì đó mà mình đề nghị thôi. Còn cái này là một cái sự thật là nó làm cái điều đó mỗi buổi sáng rồi mình đề nghị làm cái gì. Ví dụ mỗi ngày mình ăn cơm 3 bữa mà có đứa kêu là bây giờ tôi đề nghị bạn ăn cơm mỗi ngày 3 bữa. Cái việc mình đang làm mà mình đề nghị làm gì nữa, đúng không?
I don't usually prepare for school thì sai nghĩa hoàn toàn luôn nè, trái nghĩa hoàn toàn luôn nè. 47. Reading extra material help you to do the test better. Cái việc đọc những cái tài liệu bổ trợ này nó giúp bạn làm cái bài kiểm tra tốt hơn. Thì mình sẽ làm cái gì đây? Câu C, reading extra material enable you to do the test better. Được chưa? Còn ai chọn câu B á, là sai, thiếu cái chữ reading. Cái hành động đọc á, nó mới giúp bạn làm cái bài kiểm tra. Được chưa? Chứ không phải là những cái tài liệu bổ trợ tốt hơn, không phải. Cái hành động đọc nó giúp bạn làm bài kiểm tra tốt hơn thì câu B là sai nghĩa. Rồi, it is better to read extra material if you have done the test. Have done the test, xong test rồi thì xong test rồi mình có đọc material nữa không? Đúng chưa? Sai nghĩa. Câu 47, câu D thì sao? Reading extra material. Được chưa? Decide you to do the test better. Decide là sai rồi. Decide là sai động từ rồi. Help mới là đúng. 48, let's go to the beach. Nicki Minaj. Ok. Let's là suggest. Câu B, xong. Thực ra thì không thích cái dạng câu trận thuật này lắm, tại vì nó dễ các bạn, nó không có giúp cho mình chuyển một cái gì cả. Cái gì vậy? Nó xem nát cái post luôn rồi hả? Ok. Rồi. Các bạn vô các bạn like từng post là được. Vô thả tim từng cái hình của các anh chị của mình á. Vô thả tim từng cái rồi share post về là ok. Đó, chứ đừng có xin vía nữ sinh 2K2 9 chấm. No. Mình cái đó là người ta IELTS, đúng không? Còn cái này là trung học phổ thông, nó đúng cái chuyên môn, nó đúng cái bài thi. Đó, xin thì phải xin đúng bài thi. Không phải lựa nguồn uy tín. Đó. Tiếp. Hamlet was written by Shakespeare in. Ok. Rồi, gì đó gì đó. It's considered by many gì đó to be graded work. Thì chỗ này là gì? Hamlet, cái vở kịch Hamlet á, bạn phải coi cái vở kịch này hay là bạn đọc truyện cũng được. Được viết bởi Shakespeare năm 1600 và được nhiều người coi tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Rồi, thì chỗ này Hamlet, which was written by Shakespeare, okay, is considered by many to his great work gì đó. Thì chỗ này các bạn thấy là Hamlet là một danh từ riêng. Bạn thấy là danh từ riêng trong mệnh đề quan hệ, thì mệnh đề quan hệ này phải là gì? Không xác định chứ. Phải có dấu phẩy chứ, đúng chưa? Rồi, có dấu phẩy tại vì sao? Tại vì Hamlet là ai cũng biết, nó được viết bởi Shakespeare vào năm 1600 rồi. Nghe nói Hamlet là các bạn không biết thì bạn cũng search Google ra. Cho nên cái mệnh đề quan hệ này dẫn đến là không cần thiết phải phẩy, thì không phải là sai. Nhưng phẩy mà dùng that cũng sai. Được chưa? Chỗ này mình có thể dùng rút gọn là written by, là bằng which was written by đó, có phải đó, có thể bỏ which was. 50. The coach to Dover has few passengers. It will still leave according to schedule. Right. Cái xe buýt đến Dover, coach là xe buýt nha, chứ không phải người huấn luyện viên nha. Cái xe buýt đến Dover có hành khách à, nhưng mà nó sẽ rời đi theo lịch trình. Ít hành một người hay là hai người theo lịch là nó đi, nó phải đi thôi. Thì chỗ này là gì? Câu gì? Câu C, mặc dù là không có nhiều người lắm nhưng mà chỗ này cái xe buýt đến Dover nó cũng tiếp tục khởi hành theo lịch trình, đúng không? Cái gì đây? Tại sao lại có thả thính trong lớp? Tại sao lại có thả thính nhau trong lớp? Lớp học online, ok. Khi ta sẽ có những một số couple sau cái lớp này. Chắc là có rồi, năm ngoái năm kia như có. Rồi, xong cái đề này rồi. Đề này cũng dễ mà. Không có gài nhiều, thấy cái câu trả lời sai không có, coi như là cho điểm không luôn á. Câu trả lời sai là coi như cho không điểm luôn á. Đấy. Đâu có gài gì đâu, cái từ nó cũng không khó nữa.
Rồi, ok các bạn. Thì chúng ta sẽ có cái câu bạn nãy mà bạn hỏi câu nào, bạn đã hiểu chưa? Dịch bài đọc hả? Bữa thầy nói sao? Bữa thầy nói sao? Dịch bài đọc thì cái chuyện dịch nó rất là dễ, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian của mình nha. Và nó cũng không có giúp cho các bạn quá nhiều trong bài thi đâu. Ừ, giờ câu 35 nha. Rồi, quay lại câu 35. Bạn có gì hỏi, bạn cứ hỏi thầy. 35 đâu? Đây. Which can be inferred from the last paragraph? Ok, the last paragraph thôi mà. Đây. Là cái này nè. Đúng không? Thấy cái gì đây không? Đây. It has also become clear that there are many hill drawings in the area, not just the one on the flat desert plain. Many are much older than the Nazca figures themselves. Được chưa? Có nghĩa là những cái painting khác nó còn older hơn nữa. Cả những cái của cái người Nazca nữa. So the same group of people cannot have created them. Không có phải là một cái group of people, không phải là một nhóm người, cùng nhóm người mà tạo ra tất cả những cái đó. Tại vì nó có một số cái nó có một số cái painting nó lâu đời hơn những cái còn lại, thì không phải nào là một số người cùng một thế hệ mình tạo ra được, đúng không? Nó phải là những cái người đi trước chứ. Thế thì cho câu câu này mình phải chọn câu gì? They were all the group of people who created the Nazca line before the Nazca people. Câu 35C đâu? Nazca River was considered a placid nha. Placid, chết á. A placid figure by the ancient societies. Ok, cái con sông, cái những cái đường Nazca, đúng không? À, xin lỗi, cái con sông Nazca là được cho rằng là một cái biểu tượng thiêng liêng đấy, của những cái xã hội cổ xưa. Ok, thì mình sẽ coi thử. Bây giờ khi mà người ta nói về Nazca River, mình sẽ đoán đây là một danh từ riêng. Thì nó là danh từ riêng cho nên nó sẽ không có gì, nó sẽ không có paraphrase lại được, đúng chưa? Rồi, kiếm. Đây. Đúng không? Rồi. Ok. We know that the Nazca River, which comes down from the nearby mountain, run underground for about 15 km before suddenly emerging on the surface. Đó. This must have seemed an astonishing, even sacred phenomenon. Phenomenon là gì? Giờ bạn bạn search search cho thầy cái chữ phenomenon cho thầy xem. Giờ tôi giảng bài, giảng cái phân tích cái bài đọc này theo dựa theo cấu trúc câu nha. Thầy nói là các bạn phải học, bạn phải đọc theo cấu trúc mà. Đúng không? Rồi, bây giờ phenomenon là cái gì? Tiếng Việt trước đi. Bây giờ hiện tượng. Bây giờ hiện tượng nha. Rồi, thì nó phải là cái chữ this này không? Cái chữ phenomenon nó phải là cái chữ this này không? Giờ cho thầy hỏi phải hay không? Đó. Phân tích theo cấu trúc là ra ngay. Vậy thầy có, tại vì thầy có cái hai cái buổi đọc hiểu này để chỉ cho các bạn này. Đúng không? Chữ this đúng không? Cái việc này là một cái hiện tượng thiêng liêng, lạ kỳ đúng không? Đấy. Bạn khác thì sao? Thầy mới thấy câu trả lời của Uyên Thanh, các bạn khác chưa đồng ý thì thầy không có giảng tiếp được đâu. Rồi. Được chưa? Các bạn khác đâu? Mình mới có hai bạn à. Yes or no? Chữ this đó phải là phenomenon không? Hay là nó là cái gì? Rồi, bây giờ chữ this là phenomenon. Thế thì cho thầy hỏi tiếp nè. Cho thầy hỏi tiếp nè. Trong cái câu này nè.
Trong câu thầy tô màu vàng đó, thì cái chữ this nó là cái gì? Chữ this này nó là cái gì trong cái câu màu vàng? Khương Thùy nha, thầy xóa comment nha. Đây, nếu mà no là no, yes là yes. Ok. Ok, rồi bây giờ cái chữ this đó trong câu màu vàng nó là cái gì? Thì cho hai option luôn nè. Một, nó là Nazca River. Hai, nó là cái việc mà Nazca River come down from the nearby mountains, run underground for about 15 kilometers before suddenly emerging on the surface again. Thì cái việc này nó là cái gì? Cái chữ this nó là cái gì trong câu màu vàng? Nó có hai option. Một là Nazca River, hai là gì? Nguyên cái đống đó, nguyên cái đống màu vàng, nguyên cái này nè, từ cái này nè come down from the nearby mountain, run underground for about 15 kilometers before suddenly emerging on the surface again. Thì chữ this này chính là cái hiện tượng này, cái hiện tượng này nè. Rồi từ cái chữ this này là cái hiện tượng này thì người ta ra được cái gì? Người ta ra cái chữ phenomenon nè. Thì cái này, cái hiện tượng này nó mới sacred. Cái hiện tượng mà cái con sông này nó chảy cái gì? Nó chảy ở phía lòng đất, xong mà nó trồi lên lại thì nó mới là cái hiện tượng sacred, chứ không phải là cái con sông. Được chưa? Chứ không phải là cái con sông. Hiểu không? Đấy. Được không? Cho nên cái câu C này mình không có chọn được nha. Và cái câu này đang là câu infer. Câu infer người ta đòi hỏi mình có một chút suy luận dựa trên cái nội dung bài đọc. Đấy. Hợp lý nhất thì sẽ là câu B. Cho nên cái câu infer nó phải là một cái câu mà nó xứng đáng với điểm 10, điểm 9. Cho nên thầy nói là phải làm cuối. Và thầy cũng nói luôn, sai câu này thì không tức lắm, cũng tức đó nhưng mà không tức lắm nha. Rồi. Rồi, ok. Older Nazca figure thì không phải là Nazca figure. Rồi. Coi tiếp cái vụ mà older hơn Nazca figure thì phải là Nazca figure hay không nhé. In the area. The area này là the area gì vậy? The area của cái vùng này nè, đúng không? Của cái vùng Peru này nè. Đấy, thì trong bài này nó, bạn đừng có further, gọi là sao? Bạn đừng gọi là đừng có suy nghĩ quá nhiều ha. Đừng có suy nghĩ quá sâu xa. Đấy, cái câu, ngay cả câu infer người ta chỉ đòi hỏi mình suy nghĩ là gì. Mình suy nghĩ không có, cũng là dựa vào cái nội dung trong văn bản thôi. Đấy. Rồi, ok ha. Bạn nào mà còn chưa rõ nữa thì có thể hỏi thầy qua Zalo ha. Ok. Rồi, goodbye các bạn. Hôm nay cái bài đọc 5 câu nó làm các bạn confused quá nhiều ta. Ok, thì đấy, làm quen khó đi, rồi ra thi chúng ta sẽ làm dễ hơn một tí. Đấy, hoặc là nếu mà năm nay có ra bằng mức như vậy thì mình cũng quen, được không? Rồi, cho nên nhớ là những câu nào khó thì tách cái cấu trúc của cái câu ra. Đấy, giống như thầy làm đó thì mình sẽ biết được cái ý nghĩa của câu
ý nghĩa của cái câu trong bài và cái ý nghĩa của cái câu phía dưới nó là cái gì ha. Đấy, nó có giống nhau hay là nó đang lái mình, đang lái mình sang một cái hướng khác, nó đang distract mình, nó đang lừa mình, thì mình phải phân tích cấu trúc ra, được chưa? Ok, goodbye guys.